Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vụ việc đổi 100 đô la Mỹ bị phạt 90 triệu đồng đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Đây cũng là vấn đề chính mà chúng ta sẽ bàn luận trong bản tin pháp luật số này. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với những thông tin chính về pháp luật diễn ra trong những ngày vừa qua. Vào chiều ngày 8 tháng 11, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Cường 33 tuổi, quê Bình Thuận để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó vào trưa cùng ngày, một người đàn ông 36 tuổi quê Khánh Hòa vừa rút 10 triệu đồng tại trụ sở ATM của một ngân hàng nằm trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An thì Cường xuất hiện. Đối tượng này đi vòng sau lưng rồi dùng ớt bột thủ sẵn vỗ vào mặt khiến người đàn ông choáng váng và chi hô. Sau khi bị người dân khống chế và giao nộp cho cơ quan công an, Nguyễn Văn Cường khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã thủ sẵn ớt bột đi tìm con mồi để cướp. Vào ngày 5 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo từ Công an huyện Phù Cừ về một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra khiến một người tử vong và một người khác bị thương. Theo điều tra ban đầu, Đoàn Hữu Khơi sinh năm 2001 đã đột nhập vào nhà một người phụ nữ hàng xóm để trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện và hô hoán, đối tượng này đã cầm dao đâm nạn nhân tử vong. Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đang đưa ra xét xử đối với 92 bị cáo với các tội danh là tổ chức đánh bạc, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm dụng tài sản. Cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ xác định, từ ngày 18 tháng 4 năm 2015, đối tượng Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 105 đối tượng về nhiều tội danh. Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang cho biết đối tượng Ma Văn Tuân đã ra đầu thú sau 2 ngày lẩn trốn. Trước đó vào khoảng 22 giờ tối ngày 8 tháng 11, tại thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Tẩn Thị Hoa sinh năm 1987, nghi can là Ma Văn Tuân sinh năm 1988 là chồng của nạn nhân, trú tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người nghe thấy hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, sau đó Tuân ra tay sát hại vợ. Gây án mạng rồi bỏ trốn 11 năm, Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1960, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án 18 năm tù giam. Theo cáo trạng, vào ngày 6 tháng 5 năm 2007, Nguyễn Văn Chiến cùng với Lê Văn Trung, Trần Đình Thảo và Lê Văn Bảo ngồi uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn. Chiến lấy dao từ trong túi quần ra đâm một nhát trúng bụng của Trung, khiến nạn nhân tử vong sau đó. Khi biết chúng đã chết, Chiến bỏ trốn ở nhiều địa phương khác nhau. Thưa quý vị, thưa các bạn, sự việc thợ điện Nguyễn Cà Dê ngụ tại Cần Thơ vừa bị phạt 90 triệu đồng vì hành vi đem 100 USD đi bán cho một tiệm vàng trên địa bàn đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Các chuyên gia pháp lý nhận định như thế nào về vụ việc này? Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Vào ngày 23 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với ông Nguyễn Cà Rê, 38 tuổi, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, vì đã mang đổi 100 USD tại tiệm vàng. Đồng thời, ông Dê bị tịch thu gần 2,3 triệu đồng đã đổi được. Công ty này bị phạt về một loạt hành vi như mua ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ như kim cương hột xoàn và hột đá nhân tạo, sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định, sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Theo lời khai của ông Dê, 100 USD là tiền của người thân gửi cho. Cuối năm 2017, ông mang đến tiệm vàng đổi thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Sau nhiều lần làm việc, đến ngày 13 tháng 8, cơ quan chức năng đã có biên bản vi phạm. Đối với tiệm vàng, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã xử phạt 295 triệu đồng vì nhiều vi phạm, trong đó có việc nhận đổi 100 USD của ông Dê, đồng thời tịch thu số ngoại tệ đã đổi. Trước thông tin này, nhiều người phản ứng vì việc người dân đi đổi ngoại tệ với số lượng nhỏ tại các tiệm vàng diễn ra rất phổ biến và hầu hết mọi người đều không biết là các tiệm vàng này có hay không có giấy phép được tổ chức thu đổi ngoại tệ. Người dân cũng không có quyền yêu cầu các địa điểm này trưng ra giấy phép cho họ kiểm tra. Xử phạt 90 triệu thì nó cũng quá lớn đối với người đổi đó. Và bên khi mệnh giá đổi thì nó cũng không lớn lắm.
hình phạt của nhà nước đối với việc mà đổi 100 USD là 90 triệu thì nó chưa hợp lý, là bởi vì đây là một số tiền không phải quá lớn nhưng mà mức phạt nó lại khá cao. Tuy nhiên là em hoàn toàn đồng tình với việc nhà nước cần đưa ra một hình phạt đối với việc tự do đổi tiền, bởi vì em nghĩ rằng điều đầu tiên là để đảm bảo cho nền kinh tế thị trường được ổn định là nhân dân thì nên đổi tiền ở các cái ngân hàng nơi mà có quy định rõ cái mức giá, tỷ giá hối đoái. Và cái thứ hai nữa cũng là cũng để bảo vệ quyền lợi của người dân khỏi các cái sự lừa đảo trong giao dịch dân sự. Vậy pháp luật hiện nay quy định như thế nào về hành vi này? Nhiều chuyên gia về pháp lý nhận định đây là một giao dịch dân sự bình thường. Chủ cơ sở nhận ngoại tệ và trả lại tiền đồng Việt Nam cho khách hàng nên không thể nói là lừa đảo. Chỉ có thể nói đây là gian dối trong kinh doanh vì họ không được phép thu đổi ngoại tệ nhưng họ vẫn thực hiện hành vi này. Còn nếu trong trường hợp khách hàng chứng minh được hành vi gian dối của chủ cơ sở và chứng minh thiệt hại của mình vì hành vi gian dối đó thì hoàn toàn có thể kiện ra tòa để đòi bồi thường, nhưng đó là một vụ án dân sự khác. Cái hành vi của hiệu vàng ấy, kinh doanh vàng ấy, là không đăng ký kinh doanh về ngoại tệ. Thì rõ ràng đây gì? Đây kinh doanh ngoại tệ là cần điều kiện. Nhưng cái tiệm vàng này không có điều kiện đó. Như vậy, về phía cơ quan hành chính thì phạt hiệu vàng nó đúng. Nhưng đây ta xét về mặt khách hàng là cái người dân có 100 đô la đó, là một tài sản của người đó và đến đổi để thành tiền Việt là 2.260.000 đồng. Mà phạt tới 90 triệu. Như vậy tôi nghĩ rằng có một cái nó chưa thỏa đáng, nó không lý thương tính thuyết phục. Bởi vì chúng ta căn cứ phạt hành chính ấy, là căn cứ vào cái điều kiện kinh doanh của tiệm vàng để vi phạm cái thủ tục đăng ký thì chúng ta phạt đúng. Đấy. Còn về phía khách hàng ấy, thì người ta có tiền là đô la, người ta đổi tiền Việt. Đây là một quan hệ dân sự hết sức thông thường và khách hàng này không cần phải biết là cái hiệu vàng kia có kinh doanh hay không kinh doanh. Đấy. Mà theo thường lệ thì người ta đổi. Đấy. Nhưng mà gì? Ở đây cái quan hệ dân sự là con đổi tiền. Còn đứng về phía kia là chủ thể cần phải cần điều kiện. Như ta phạt thì anh đổi tiền này là tôi nghĩ rằng nó chưa thỏa đáng. Mặc dù hiện nay luật hiện hành là rất rõ ràng, đúng không? Rất ràng. Ngày 1 tháng 11, ông Lê Hồng Lực là giám đốc và là chủ tiệm vàng Thảo Lực vừa có đơn khiếu nại quyết định gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Ông Lực cho rằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 4 tháng 9 năm 2018 là không đúng với quy định của pháp luật, bởi quyết định này căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính ngày 13 tháng 8 để ban hành, tuy nhiên vào ngày này không xảy ra hành vi vi phạm. Mặt khác, biên bản vi phạm ngày 13 tháng 8 cho rằng công ty Thảo Lực vi phạm về hành vi mua bán ngoại tệ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu là kim cương, không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định, bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp. Liên quan đến vụ việc này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng chỉ đạo, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước cơ quan phía Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ vụ việc, sau đó tư vấn cho Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có hướng xử lý phù hợp. Sau khi có chỉ đạo, ông Trần Quốc Hà, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ cho biết đã gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân thành phố tư vấn đề xuất miễn giảm tiền phạt cho ông Cà Dê và trả lại 100 USD cho người này. Thực tế cho thấy, việc tuyên truyền pháp luật đến người dân còn nhiều hạn chế và hoạt động phổ cập kiến thức pháp luật không được xem trọng. Nếu làm một khảo sát nhỏ trong dân chúng, sẽ thấy rõ rất ít công dân biết rằng việc đem ngoại tệ đến một nơi không được nhà nước cấp phép mua bán trao đổi ngoại tệ để bán là vi phạm pháp luật và việc xác định một nơi có được nhà nước cấp phép cho mua bán trao đổi ngoại tệ hay không dường như là một yêu cầu quá sức đối với một người dân bình thường. Do vậy, nên chăng chính quyền cần có những hoạt động phổ biến tuyên truyền pháp luật thực tế hơn là những buổi tuyên truyền pháp luật mang nặng tính hình thức? Và nên chăng có những quy định khắt khe hơn về việc phải niêm yết công khai ở một mức độ cụ thể về một doanh nghiệp hay đơn vị kinh doanh có được nhà nước cấp phép mua bán trao đổi ngoại tệ hay không để tránh cho người dân không phải vi phạm pháp luật vì thiếu thông tin? Một chuyến tàu đã bị dừng tại miền đông Ấn Độ vào ngày 9 tháng 11 do xô xát đã xảy ra giữa nhóm hành khách chờ tàu. Một nam thanh niên đã kéo cổ một hành khách xuống và đấm vào mặt người này. Người kia đánh trả, bạn bè hai bên cũng xông vào đánh nhau. Khách chờ tàu cố gắng chen lên đã bịt lối đi, khiến người xuống tàu ở ga phải trèo qua cửa sổ.
Hành khách có mặt tại đây để dự lễ kỷ niệm tôn thờ mặt trời vào ngày 13 tháng 11. Hàng triệu người đã về quê để dự lễ hội, khiến ngành đường sắt không kiểm soát được an ninh. Cảnh sát tại một thành phố của Ấn Độ cho biết, vào tối ngày 7 tháng 11, trên đường đi xem một vở kịch thuộc lễ hội Hindu, một người phụ nữ đã bị chồng cũ của mình và hai người bạn hiếp dâm. Được biết người phụ nữ này đã kịp chỉ ra thủ phạm trước khi qua đời tại bệnh viện, cảnh sát đã bắt người chồng này và đang truy tìm các đối tượng khác. Chiếc xe chở bình ga đã bị đốt tại một thành phố của Australia ngay trước giờ cao điểm vào buổi tối. Bình ga không nổ và vụ cháy được dập tắt trong 10 phút. Tài xế đã ra khỏi xe, dùng dao đâm 3 người đàn ông qua đường khiến một người thiệt mạng và cố gắng tấn công cảnh sát. Cảnh sát đã bắn kẻ tấn công, khiến y ôm ngực ngã xuống. Tên này sau đó đã chết tại bệnh viện. Vào tháng 12 năm 2014, hai con tin cũng đã bị giết trong một cuộc bắt cóc kéo dài 17 giờ tại một quán cà phê bởi một tay súng bị kích động bởi IS. Và những thông tin nổi bật về pháp luật diễn ra trên thế giới trong những ngày vừa qua cũng đã khép lại bản tin pháp luật số này của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.